Hey, xin chào các bạn. Hôm nay tôi về quê. Này tôi lọc dừa khô ha, lọc dừa khô cho má tôi. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách lọc dừa. Đây là một trái dừa khô. Bỏ 20 trái luôn đó. Rồi bây giờ để lọc dừa ha. Thì nếu mà trái dừa này mà nó dừa này nó mà dừa tươi á, dừa khô tới mọi người phải chặt kia nè. Rồi sau đó thì sao? Cái cuốn nè, cỏ cuốn ra. Cái đèn sẽ giống mày à. Làm gì cũng quay phim lên. Mệt. Bình thường mọi người sẽ chặt cái đít rồi, mà không cần đâu. Nên nó khô rồi. Cái dao này gọi là dao mát. Rồi nãy lên. Này hơi sâu. Rồi đây. Bỏ cái nữa. Mình bỏ vô vừa tới cái da cái mình hay cái dao qua, da nãy cái mũi lên. Rồi sau khi các bạn tách vỏ ra xong rồi nè, bây giờ mình sẽ đẩy ra băng vỏ dừa rau mình nắng đi. Đây đây, thế là xong. Đẩy vỏ dừa rau mình nắng đi, ngồi chỗ đó nó mát. Nè mọi người, lọc dừa. Khán giả thôi mà má ơi. Má là khán giả cho. Quay không biết ai coi không? Làm cái chất rồi đó bụng người ăn phải lan vô. Quay không biết ai coi không? Có má ngọt má đợi. Nó cổ dữ cho. Ăn phải lan.